An kính chào tất cả các anh chị em gần xa nha. Rồi, bây giờ hôm nay là tiết mục bán đồ nè. Rồi, em về hàng cái con này là con Behringer Sunny X tứ quý 2 4 số 2 có USB nha. Có USB tức là nó có cổng sao cạc để kết nối vào PC mình thu âm được ha. Rồi, chiếu gần để chi tiết anh chị em mình xem. Trước tiên nó xem qua nó một cái. Vuông vức nha, nó không có móp gì nha, nó chỉ có cũ theo thời gian, theo năm tháng, nhưng máy móc còn rất là ngon ha. Rồi cái con này nha, cái con này thì theo như em đánh giá khách quan nha, thì cái độ đẹp của nó là còn trên 90% về cái máy và dây nguồn ha. Rồi tất cả các nút ốc thì em sẽ quay cận cảnh để anh chị em mình xem ha. Thì con này màn hình đầy đủ ha. Và màn hình nó rất là ok, đẹp, không có bị lỗi nét, không có bị gì hết. Rồi, thì giờ ở đây em vào chi tiết em nói nè. Con này nó có hai điểm trừ. Hai điểm trừ tức là độ đẹp của nó là vuông thành sắc cạnh, không có móp méo gì hết ha. À, chữ nghĩa còn đầy đủ, sơn vết còn tương đối liền lạc, đẹp trên 90% ha. À, ở đây là cái cổng kết nối USB vào trong PC nè. Em cứ quay hết một vòng ha, để anh chị mình thấy. Rồi bây giờ em mới vào chi tiết có hai điểm trừ. Điểm trừ thứ nhất là ở bên đó về ha, là cái con này em không sơn tút nha. Nè anh chị em mình thấy nha, nó bị sần sần ở chỗ này. Tức là do cái tay người ta sử dụng, cái người bên nước ngoài đó, mình sử dụng vào mồ hôi của người ta, mồ hôi muối á, nó làm bị phai màu cái chóc cái sơn đây, thì nó sẽ hơi bị sần sần như thế này, nó sần sần. Thay vì em tốt sơn mà em không tốt ha, em để nguyên zin luôn để cho anh chị em mình biết nguyên bản nó như thế nào và y như vậy ha. Kỹ thuật bên đó người ta đã vệ sinh cho sạch sẽ rồi ha. Rồi đây là điểm trừ nè, một lát em sẽ nói rõ chỗ này. Và một cái thứ hai nữa là cái nút này, cái nút này về trong thùng về là bị rơi hết một con ha, bị rớt đâu hết một con nút. Thì em kiếm cái nút khác ha, cũng tương ứng màu đỏ, để mình gắn vô thì vẫn xài ok. Rồi không thành vấn đề. Cái nút nhựa mình kiếm được cái nút khác mình thay vô là một cái này thôi, còn tất cả còn lại là nguyên zin bản hết ha. Rồi cái chỗ này nè, anh chị em mình có thể ra thế giới di động nói các em mà nó hay dán kiến á, nó có cái cuộn băng keo lớn á, mình mua nó khoảng chừng 2 phân 3 phân gì đó, nó cái bản á, mình mua một đoạn dài ở đây về cái anh chị em mình dán á, mình dán cái miếng này, dán gì dán để mình giữ vệ sinh cho nó không bị mồ hôi, nó không bị sét, nhớ nha. Anh chị em nào lấy cái này về thì mình chịu khó mình dán, thì mình sử dụng đến 5-10 năm nữa nó cũng không có hư, là tại vì mình không muốn sơn á, và để cho nó nguyên zin để thấy cái độ bay sơn của nó là như vậy đó, đại khái như thế thôi. Rất là đẹp nha. Ở đây khách quan ha, mình nhìn khách quan là nó đẹp đến 90% vuông thành sắc cạnh, không móp méo nha, không hề móp méo gì hết. Tiếng rất hay ha, tiếng Eco Reward cái con này thì thôi nhất định, không phải nói, không phải bàn, lát nó cắm điện thử cho hoạt động trơn tru hết ha. Rồi bây giờ để tua màn hình ra ngoài. Rồi thì cái con này á, mình ở đây mình nói để cái giá cho anh em dễ ngay từ ban đầu luôn nha, thì cái giá này là cái giá công khai ha. Rồi ở đây hãy để cho cái giá dễ thương là 3,7 triệu ha. 3,7 triệu là không có trả giá nha. Đó, 3,7 triệu là máy với bộ dây nguồn.
Rồi còn anh em nào lấy về á, thì mình chịu khó mình làm cái muốn kết nối vào PC á, thì ra mua cộng giấy in ha, cộng cộng cáp dây cho máy máy in á, mình kết nối vô, mình kết nối vô PC là mình chơi được. Rồi bây giờ Hải sẽ kết nối cho anh em mình nghe âm thanh một chút xíu ha. Rồi ở đây mình nhắc lại nè, bàn mixer này là Behringer Sony X4Q2 USB, con này có kết nối vô PC nha. Rồi bây giờ mình nói tổng quan sơ lại nè, con này tức là có tổng số like là 16 like nha, là 16 like nè, like cuối cùng là 16 15 16, thì trong 16 like này nó có 8 like mono, từ like 1 đến like 8 nè, từ like 1 1 2 3 4 5 6 7 8 tức là 8 cái like này nè. Đó. 8 cái like này là 8 like mono để mình dùng micro ha. À mình dùng micro. Rồi, còn like 9 10 CT, 11 12 CT, 13 14 CT, 15 16 CT. Rồi tất cả các like nó hoạt động bình thường hết ha. Rồi, ở đây mình đang thử test like số 1 cắm micro. Giờ mở FS. Rồi, anh em nhớ dùm cha, dãy FS là màu cam nè. Những cái like nào mình làm nhạc thì mình khóa FS ha, không xài FS ha. Chỉ có like số 8 đổ lại thôi. Từ like 1 đến like 8 mình cắm micro like nào cũng được, thì mình sẽ sử dụng FS của máy ha. Rồi FS của máy con này nó có 16 chế độ ha, từ số 01 cho đến 16. Thì mình chọn cái 03 này, cái revert 01, 02, 03 đều chơi được hết ha. Rồi mình thích cái 03, 03 tiếng nó mềm hơn, revert nó mềm hơn. Còn số 15 á thì nó sẽ có delay và revert, hai cái trộn chung với nhau. Rồi dòng này là dòng chuyên nghiệp ha, anh em chơi con này về, giá ban đầu mình đã nói rồi, công khai rồi, không có giấu giếm ha. Anh em lấy về chơi hát karaoke gia đình rất là ok ha. Máy là nó còn đẹp, nói chung là trên 90 là xuất sắc rồi, không có móp méo gì hết đó. Rồi thôi bây giờ mình vào chi tiết để mình test luôn từng like để anh em yên tâm ha. Nè bây giờ nè, số 1 nè, mở FS lên nè. Đi đi đi. Đó, anh em nghe ha, cái reverb ha. Alo, đi đi. Rồi, thì cái reverb á nó sẽ ăn ở cái live cam ha, màu cam. Rồi, ví dụ mình khóa này đi thì nó sẽ ăn hai ngày nữa nha. À hăng hai này, nếu mà bây giờ mình mở này lên đi, mình khóa trong hai này, mình khóa đi, nó sẽ không có ha. À nó không có, mình khóa anh thằng không có, mình mở lên mình khóa thằng bên này nó cũng không có luôn đó. Anh em hiểu ha, tức là mình mở phải khai thông nữa nha, ba nút, nút trên cái like cắm micro và hai thằng đó. Còn cái cụm này, cái cụm đỏ trên này là auxiliary tool của cái video trước ha. Video trước mình chỉ chơi hộp FS rồi ngoài cấy vào. Anh em nào thích thì coi cái đó ha. Còn hôm nay mình nói về cái bộ máy của nó thôi, FS của máy thôi. Rồi, đi, đi, lô, lô. Đó. Tức là 03 đang xài cái reverb của máy nè. Giờ ví dụ như mình chọn qua số 15 như mình nói đi ha, có delay và reverb, mình vặn vặn cái nút này, vặn qua số 15. Khi số 15 mình nhấn xuống cái. Alo. 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 Đó, anh em nghe ha. Có cái echo delay ha. Alo. Alo. Đó, nó nhịp nhịp ha. Alo. 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 Rồi trong cái delay này mình có thể mình chỉnh nhanh chậm được ha. Ở cái tab này mình nhấn nhanh chậm. Ở những video trước mình có hướng dẫn ha. Anh em cần thì mình để link cho anh em xem lại hướng dẫn và chi tiết để cho nó ngắn. Bây giờ chỉ thêm nó mất thời gian đó. Rồi, trở về số 3. Alo. Alo. Đi. 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 Đó. Thì like số 1 ha. Bây giờ mình chuyển kiểm tra từng like cho anh em xem luôn nha. Phải số 1 rồi đúng không? Bây giờ mình chuyển qua like số 2.
chuyển qua line số 2. Alo, Lê, Lô, Lô. Đó, line số 2 ha. Có đi vợ. Thì mình muốn cho nhá đèn hai kênh á, thì mình nhấn này ha. Alo, Lê, nhá đèn ha, rất là đẹp ha. Còn thích thì bỏ đi. Đó. Alo, alo. Rồi line số 2 có ha. Alo, Lê, Lê. Rồi, line số 3 ha. Line số 3 có. Line số 4. Alo, Lê, Lê. Lô, Lô. Lê. Ê, Lê, Lê, Lê. Đó, line số 4 ha. Line số 5. Lê, Lê. Alo, alo. Line số 5 ha. Số 5, bây giờ line số 6, xin lỗi. Line số 6 ha. Lê, Lô, Lô, Lê, 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 Lô. Rồi, line số 7 ha. Lô, Lê, Lê, Lê. Alo, đó, line số 7 ha. Lê. Số 8. Lê, Lê. Lê, Lô, Lê. Ai số 8 ha. Alo, Lê, Lê. Đó, ai số 8 đầy đủ ha. 8 line này là có tín hiệu hết ha. Đó. Rồi bây giờ mình chuyển kiểm tra line nhạc nha. Alo, chuyển vô đây cho nó trống để mình dễ cắm nhạc. Alo, Lê, Đê, Đê, Lô. Alo. Giờ mình mở một chút xíu nhạc ở bên cái máy tính nha. Ở chút xíu nhạc để cho nó chạy vô nè. Tôi viết lên đây với tất cả chân tình của người anh trao em. Nào mới quen nhỏ thôi chứ nó bắt bản quyền á. Rồi bây giờ line 9-10 á, giờ mình chuyển qua line 11-12. Hay bắt bản quyền lắm, thành ra mình chơi chắc cú mà nhỏ nhỏ. Rồi. Rồi, line 11, 12 có nhạc ha. Line 13, 14 nè. Ê Lê, line 13, 14. Đó. Rồi, 13, 14 có nhạc ha.
Bây giờ line 15, 16 này. Sáu có nhạc rồi, ngừng lại đi, mình để nó dính bản quyền đó. Rồi đó, nãy là coi như là mình đã chiếu gần chi tiết vào trong cái bàn mixer này, anh em thấy rồi ha, những gì mình cũng đã công khai ha, mình ghi rõ đây. Video này là đến đây kết thúc. Thì anh em nào thấy nhà ấy thích thì cứ việc để tin nhắn vào trong cái Zalo cho mình nha. Số mình để sẽ để công khai ở trên màn hình. Giá cả cũng nói rồi ha, 3.7 triệu. Anh em nào cần thì cứ việc để tin nhắn vào trong cái Zalo, rồi em sẽ liên hệ lại sau. Tại em rất là bận về công việc ha. Rồi video tiếp theo rồi em test đoạn mình hát cái Echo Reverb này. À, chơi chút xíu. Cái video này là bán hàng thì để riêng bán hàng thôi, còn cái test kia thì mình sẽ hát sau ha. Rồi cũng hát bằng cái thì vật của cái con này luôn đó. Rồi vậy là số điện thoại em sẽ công khai ha, anh em nào lấy thích thì nhảy thì cứ để tin nhắn ở trong cái Zalo cho em nha. Em kính chào và chúc sức khỏe.